Ok luôn, chào tất cả anh em nhé. Lấy chung các bạn đã quay trở lại trên cái video mới nhất của mình. Ok, hôm nay thì sẽ lại tiếp tục quay trở lại với anh em trên một gói con game 789 Club. Và sẽ vẫn cứ là tiếp tục quay trở lại, chia sẻ qua cho mình một chút cho cái nội dung video ngày hôm nay. Là về một cái vấn đề là cách khắc phục khi mà anh em mình các bạn đang bị thua nhiều anh em nhá. Ok đây chưa anh em ơi. Đấy thì là tay đầu tiên ở đây thì mình sẽ lại cứ là bình trong bên tay 8 này đi anh em ạ. Nói chung là cứ để cho nó chém là cho nó hợp lý chút đi anh em nhá. Nếu mà thực sự nếu như các bạn anh em mình nhìn qua và anh em mình thấy hay thì là các bạn sẽ có thể ủng hộ giúp mình và cho mình làm được đăng ký kênh nha anh em. Đấy tay đầu tiên thì mình sẽ vẫn là bình tài đi cho nó hợp lý đi này. Đấy và xem là liệu nó có chém được hay không anh em nhá. Ok được chưa? Để một nạn cho anh mình cái này đi này anh em ơi, tay tài này nó cũng đang khá là đẹp và nó cũng đang khá là hợp lý luôn này anh em. Ok này anh em ạ. Úi dồi ôi, đánh một tài đầu tiên nó nặn ra 4 năm sau luôn này anh em ơi, đùa chứ. Rảnh quả rất là hợp lý và rất là tín luôn này anh em ạ. Ok chưa? Đấy còn là sau đó thì bây giờ các bạn sẽ lại tiếp tục cho mình như này anh em ơi. Chúng ta vẫn cứ tham gia cho nó hợp lý và là nó uy tín anh em nhá. Ok đấy chưa? Thì xem là liệu nó sẽ là như thế nào đây anh em. Cầu này thì nói chung là theo như mình thấy thì nó cũng sẽ đang khá là đơn giản là nó cũng đang khá là hợp lý anh em ạ. Thì vẫn cứ là tiếp tục đi T8 này giúp mình đi anh em nhá. Một lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh mình về cái cách khắc phục khi mà anh em mình các bạn chơi mà cái kiểu là anh em mình đang bị thua rất là nhiều luôn ấy, không biết là tham gia cái kiểu như nào để mà gỡ gạc được lại. Thì là tí nữa thì lát nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh mình nha các bạn ơi. Ok đây cho anh em. Đấy cầu như này thì là bây giờ các bạn sẽ lại tiếp tục cho mình thế này anh em ạ. Chúng ta cứ tham gia cho nó hợp lý với là nó uy tín anh em nhá. Ok đây cho anh em, của này tiếp tục đi tài đi cho nó trôi là cho nó bú chút đi này anh em ơi. Đấy còn nếu các bạn anh mình thực sự thấy hay thì ủng hộ giúp mình thôi, cho mình làm được đăng ký kênh thôi. Đấy đơn giản như vậy thì mình sẽ chia sẻ cho anh mình thôi mà các bạn. Ok bú luôn như 63 ra 2. Nhìn cái chân này thấy đã đâu đùa nó sẽ rất là đẹp rồi đúng không? Đấy thế nên là các bạn sẽ không cần là phải tính toán quá là nhiều. Đấy con này thì ok nhá, con này thì bây giờ các bạn sẽ lại tiếp tục cho mình như này anh em ơi. Tham gia xem nó sẽ là như thế nào đi anh em. Vẫn cứ là các bạn sẽ lấy cho mình nhá. Đuôi con xí ngầu 2 nhân với 3. Đấy lẻ tài và sẵn xỉu cho mình anh em ạ. Đấy tham gia như này thì nó sẽ là hợp lý và nó cũng sẽ là uy tín thôi. Đấy và thực sự là nếu như các bạn anh em mình nhìn qua và anh em mình thấy hay đấy thì là các bạn sẽ có thể là cho mình lượt làm lượt đăng ký kênh anh em nhá. Ok bấm chuông giúp mình là được thôi anh em ơi. Đấy và căn bản là câu chuyện như vậy thì mình thấy đâu đó nó cũng sẽ khá là đơn giản là nó hợp lý thôi anh em. Đấy, hoàn toàn chúng ta thấy hay thì ủng hộ giúp mình thôi anh em ạ. Ok được chưa anh em ơi. Cầu như này thì là bây giờ chúng ta sẽ lại đi như nào đây anh em. Nói chung là các bạn sẽ vẫn cứ là bình tĩnh và tham gia giúp mình thì vẫn cứ là bình xỉu cái này đi anh em nhá. Nói chung là để làm sao cho nó có một cái tỷ lệ nó phải bú thôi anh em ạ. Và nó phải hợp lý thôi nha anh em ơi. Ok đấy chưa anh em. Đấy, đâm ra là cứ phải gọi là tự tin là chúng ta có thể tham gia được đi anh em nhá. Đấy còn này thì bây giờ chúng ta lại đi như nào đây anh em ạ. Ok chưa. Đấy tham gia đâu đó nó sẽ khá là trôi nha các bạn nhá. Vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Ôi nó tai nạn như này thì là phải chịu thôi anh em. Đấy, thế nên đôi khi là chúng ta không cần phải tính toán nhiều đâu. Và cá nhân mình ở đây thì mình sẽ thấy đơn giản được chút nào thì nó sẽ là hai chút đấy thôi anh em ạ. Đâm ra cứ tự tin phần này đi anh em nhá. Ok đấy và cầu như này thì sau đó thì bây giờ chúng ta lại đi như thế nào đây anh em ơi. Tham gia cho nó tín chút đi này anh em ạ. Ok con này thì vẫn cứ là bình tài đi anh em nhá. Nói chung là cứ phải để cho nó bù chút đi và nó phải hợp lý luôn anh em ơi. Đấy thế hay thì ủng hộ giúp mình và chung lượt làm lượt đăng ký kênh nhá. Bấm chuông giúp mình để nhận được những cái video mới nhất của mình thôi anh em ạ. Ok. Đấy và đơn giản như vậy và mình thấy hay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em mình thôi đúng không? Còn này thì vẫn cứ tài cho mình nhá. Để xem ra là liệu nó có chén được hay không này. Hoặc là nếu như các bạn anh mình có thể là cố gắng được về cái phần như này thì đa số là mình thấy đâu đó nó sẽ khá tín và là cũng sẽ khá là trôi nha các bạn. Ok để cho anh em. Càng tự tin thì nó sẽ càng uy tín thôi. Mình không muốn thiết nói quá là nhiều. Ok để cho anh em ơi. Đấy và bây giờ thì cầu như này thì bây giờ các bạn sẽ lại tiếp tục cho mình đi anh em nhá. Chúng ta lại đi như thế nào đây anh em ơi. Đấy khá đơn giản thì sẽ cứ lấy đâu đó một cái công thức như vậy giúp mình và chúng ta đánh thôi. Ở đây thì các bạn sẽ lại có đâu đó là chẵn anh em nhá. Chẵn thì lại đi xỉu rồi anh em ơi. Đấy chưa. Đấy cứ đánh nu na nu nồng như vậy giúp mình rồi này anh em ơi. Đúng rồi anh em. Đấy con game 789 hiện tại đang có một cái phần thưởng khuyến mãi 100%. Đấy khi mà anh mình làm 100 các bạn sẽ nhận được 100, làm 200 được nhận 200. Đấy và theo như mình thấy đồ đồ nó sẽ khá là ổn đẹp thôi anh em ạ. Thế nên là đôi khi nó là cái câu chuyện tự tin ấy thì là theo như mình thấy nó sẽ là đơn giản. Đấy là nó cũng sẽ khá là hợp lý thôi nha anh em ơi. Đấy còn là các bạn anh em mình thấy hay chút thì là sẽ cho mình một lượt like nhá. Nếu một lượt đăng ký kênh và bấm chuông giúp mình là được nha anh em ơi. Đấy còn là mình không cần là mình về thế này thì kia cũng cần tính toán quá nhiều đâu.
và đến một cái mức độ như vậy là được mà anh em. Đấy, con này nạn xỉu này cho anh mình đi nhá, xem nó có bú hay không gì này anh em ơi. Ok, nạn cho anh mình cái này đi anh em ạ. Úi giời, là còn 411 và lại bú luôn anh em nhá. Đấy, tham gia thì nó vẫn cứ là một cái câu chuyện gì đấy mà nó khá hợp lý, là nó sẽ khá là tín thôi anh em ạ. Ok đấy chưa anh em. Và đồng thời khi mà các bạn anh em mình thấy hay chút thì là ủng hộ giúp mình và chung lượt like, lượt đăng ký kênh. Ok đấy chưa anh em ơi. Đấy, thế nên là các bạn sẽ cứ tự tin là chúng ta có thể tham gia được đi anh em nhá. Cầu như này cơ mà anh em ơi, làm sao cho nó đơn giản đi anh em ạ. Thì bây giờ các bạn sẽ vẫn cứ là tiếp tục cho mình như này anh em ơi. Ok, nói chung tham gia thì nó phải là như thế thôi anh em nhá. Đi như nào đây, con này tiếp tục đi xỉu này giúp mình như này anh em ơi. Nói chung để cho nó bú được thì là các bạn sẽ cần đồ đó là phải tự tin là chúng ta tham gia được đi anh em ạ. Nếu với cá nhân mình cái đồ đó thì mình sẽ thấy đồ đó nó sẽ khá tín và nó cũng là hợp lý thôi anh em. Ok chưa anh em ơi. Vẫn cứ là tiếp tục cho mình đi anh em nhá. Vẫn đi xỉu con này giúp mình như này anh em ơi. Đấy, thực sự luôn là nếu các bạn anh mình có thể là tự tin được ấy, thì là nó sẽ là uy tín luôn. Bản thân mình thì mình sẽ thấy đồ đó nó sẽ khá đơn giản thôi anh em ạ. Ok, con này nạn xỉu này giúp mình đi anh em nhá. Đây chưa anh em ơi. Úi giời, là còn lại là 441 lại bú anh em ạ. Đánh như thế này thì nói thực sự các bạn luôn là chúng ta không cần suy nghĩ quá nhiều đâu, và là nó vẫn cứ là đơn giản anh em ơi. Ok đây chưa anh em. Đấy, và sau đó thì là bây giờ các bạn sẽ lại tiếp tục cho mình đi anh em nhá. Đấy, chúng ta là vẫn cứ là tham gia một cách nó sẽ là uy tín và là nó hợp lý. Thì bây giờ tiếp tục đi xỉu này giúp mình này anh em ơi, xem nó sẽ là gì thế nào đi này anh em ạ. Thực sự nếu như các bạn anh mình thấy hay chút thì là sẽ có thể là cho mình lượt like, lượt đăng ký kênh và bấm chuông giúp mình đấy chưa anh em ơi. Đấy, và đến cá nhân mình ở đây thì mình sẽ thấy đâu đó nó là đơn giản thôi anh em ạ. Đấy, thế nên là cứ tự tin là chúng ta bình giúp mình đi anh em nhá. Ok, cầu kéo đâu đó nó sẽ là đơn giản như vậy thôi anh em, đến một cái mức độ nó sẽ tín chút là được thôi anh em ơi. Ok chưa anh em, cứ thế thôi anh em nhá. Đấy, con này thì bây giờ các bạn sẽ lại tiếp tục đi này anh em, vẫn nặn xỉu này giúp mình này. Ok, cố gắng đi cho nó bú chút đi, và nó phải hợp lý chút đi này anh em ơi, xem liệu nó sẽ là như thế nào luôn anh em nhá. Đây chưa anh em, đây nạn chân xỉu này giúp mình này anh em ạ. Ok chưa, đây nạn cho nó tín chút đi này anh em ơi. Ui rồi, là còn 511 với lại bú xỉu luôn anh em ạ. Đây chưa anh em. Thế nên là các bạn khi mà nhìn qua được về một cái nội dung của mình ở đây, và các bạn anh em mình thấy hay chút, thì là anh em mình sẽ có thể là chung mình là làm, là đăng ký kênh và bấm chuông giúp mình để nhận được những cái video mới nhất của mình anh em nhá. Ok đây chưa anh em ơi. Đấy, mỗi ngày thì mình sẽ bỏ ra 8 phút để mà chia sẻ qua cho anh mình được những cái vấn đề như vậy, để chúng ta tham gia đi cho nó hợp lý, là nó uy tín anh em nhá. Đấy, với một cái câu chuyện như này thì đa số là mình thấy đồ đó nó sẽ khá là đơn giản rồi anh em ơi. Ok đây chưa anh em. Đấy, cho nên là khả năng thôi. Thì khả năng thì bây giờ thì khả năng là mình sẽ xin phép là mình sẽ tạm dừng video clip của mình tại đây. Và mình chúc em mình các bạn có một cái ngày mới thật là vui vẻ. Đấy, và thật là đơn giản rồi anh em nhá. Đấy, có là các bạn thấy hay chút thì là ủng hộ giúp mình rồi nha anh em. Đấy, có là bây giờ thì xin chào tất cả anh em. Chúc các bạn một ngày mới ok.